Xem kinh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kinh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kinh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Bây giờ ông bà giúp chị bạn nha. Nên mình ăn cá lóc nướng. Với cây đi nhé bạn. Cây là cây sóc nè. Giờ ông bà ăn một cơm rồi nha. Cây cá lóc nướng rồi. Ủa nhớ một, nhớ nhà mình còn một phế nữa mà ta. Cha, mình để ấy được không cha? Để nước mắt vô được không? Vẫn để gì? Không. Để nó mở ra chóc chóc luôn ta. Còn gì nữa con? Nhớ còn một, nhớ con còn món mà món gì ta? Hậu qua. Ổng mà món hậu qua. Ở chị chưa? Hậu chói. Chụp nha cha, chụp quá nóng lắm. Con ăn nè, cái này ngoại thấy hát cho mình. Nên để cho mèo ăn. Mèo ăn không được. Cái gì ăn nè? Này ra. Hay ngon mà. Dạ, mèo biết không? Cái này sợ nó cứng. Ăn đi. Wow. Nó này ngon lắm. Thì lấy ngoài kia, ngoài kia nó là ngoài kia cá. Ăn đi cá, ăn đi. Mày ăn thì để đây chiều cho con ăn ha. Dạ. Ok. Tôi nghiệp mấy lần rồi. Mấy con mèo chứ nó, chó này nó không có dám, nó không dám hộp. Bác hoạt, hoạt mãi hết hả? Ờ. Lâu bác mẹ ông ngoại đâu có ăn đâu. Mềm hả? Ừ.
Cái chuối này cũng mềm cũng ngon mà. Mà thế là không mềm mềm. Mình khác không á. Ơi à, hãy ăn chút thôi. Chắc là mình vậy. Cảm ơn cứ uống thêm nhiều tốt hả? Ngày uống bài rồi được ngon lắm. Nó có mua được nhỏ rồi nha. Không. Nên tình là phân hình như thế này. Mình còn á, chai của mình á. Cái thơ nó là một cái bệnh nhân á. Nó mắc thôi, nó không bị bệnh. Nó bị mát thôi. Đây là kẹo gì nè, mà mấy con mèo nó chê. Ăn hết rồi đó hả? Cái vỏ cứng này sao? Ừ. Còn giòn hả? Cái gì? Còn Thank you.
Ăn cơm rồi. Còn ba thêm ăn nhỏ nữa. Cố gắng nghe mà, còn ba xem ký ở những giá cả Nguyễn Chí Quốc.